Chào mừng bà con đến với kênh Nhận ký gửi mua bán nhà đất Vĩnh Long của Toàn. Hôm nay Toàn bán gấp nền đẹp đường Tiến Thành, phường 3, thành phố Vĩnh Long. Tổng diện tích đất là 86m, 4,35 x 19,37, đất trồng cây lâu năm, hướng Tây nghe bà con mình. Giá bán là 630 triệu, thế ai nấy đóng. Bà con mình muốn mua nền đẹp đường Tiến Thành thì vui lòng liên hệ với Toàn. 0963 644 635. Tôi xin chào và mong sự liên lạc lại của bà con mình. Kính chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe ạ. Chào mừng bà con đến với kênh Nhận ký gửi mua bán nhà đất Vĩnh Long của Toàn. Hôm nay Toàn bán gấp nền đẹp đường Tiến Thành, phường 3, thành phố Vĩnh Long. Tổng diện tích đất là 86m, 4,35 x 19,37, đất trồng cây lâu năm, hướng Tây nghe bà con mình. Giá bán là 630 triệu, thế ai nấy đóng. Bà con mình muốn mua nền đẹp đường Tiến Thành thì vui lòng liên hệ với Toàn. 0963 644 635. Toàn xin chào và mong sự liên lạc lại của bà con mình. Kính chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe ạ.